bận cái này lần đầu tiên sao thấy khó chịu quá. Nhưng mà nhìn con nó gọn gàng mà cô mình như là đẹp ra hay phải á. Ồ, em. Thật ra đứng từ đằng sau nhìn anh đúng là một người đàn ông vạm vỡ, một người đàn ông có thể che chở cho những người phụ nữ. Ai, rất tiếc em không phải là người phụ nữ của anh. Mời anh uống nước. À, cảm ơn em. À, nhà em đẹp ghê đó chứ. Dạ. Nhìn ấm cúng quá. Dạ, tại vì em làm công việc ở nhà đó anh, cho nên em thích trang hoàng cái nhà cho nó ấn tượng xíu. Dạ, để khách đến nhà em có cái gọi là khi mà bước vào có cái cảm giác là hưng phấn và làm việc. Đúng như là ở trên Facebook, em là người đẹp ngủ trong nhà. Còn anh cũng vậy. Anh đúng với cái nickname trên Facebook của anh là Hoàng Cô Đơn. Anh cô đơn lắm hả? Thì cô đơn anh gọi tên em. À, em nói là em làm công việc gì? Ở trên Facebook không thấy em nói. Dạ, công việc của em là làm trong nhà đó anh. Nói chung là công việc của em là không có ra đường làm được. Thôi nói như thế này cho anh dễ hiểu nha. Công việc của em là đem lại niềm vui cho mọi người. Ồ, đem lại niềm vui cho mọi người. Dạ. Mà lại làm ở nhà. Thật ra hôm nay em hẹn anh tới đây, em có một cái chuyện mà muốn nhờ vả anh á. Mà giúp đỡ cái gì mới được. Em nghĩ là em không nói, anh nhìn vào mắt em, anh cũng biết em muốn nói gì đúng không? Mắt em là mắt biết nói đó anh. Anh là người đàn ông đã có gia đình rồi thì em nghĩ là em không cần phải nói, anh cũng biết mà ha. Anh đang nhìn vào mắt em đây. Cái gì mà đen thui vậy? Hèn chi nó xốn quá anh ơi, trời ơi. Cái mascara của em nè, chị nó rớt vô mắt bây giờ, cảm ơn anh nha. Ôi trời, sao mà anh hay quá vậy? Sao anh thấy được luôn vậy anh? Anh giỏi quá à. Thì em nói là phải nhìn vô cặp mắt của em thì mới biết là em đang nghĩ gì, muốn cái gì. Anh có thể cho em mượn khăn không? Hả? Khăn. À, được. Chiếc khăn tay giờ mai cho anh. Hả? Trên cành hoa giờ thiếu hai con chim. Bây giờ anh theo đúng không? Nhìn là biết rồi, rất là sắc sảo, rất là đẹp. Kim Uyên Ương đó. Ui, sao nó con này là chồng chắc luôn nè, ngậm họng bên nè, còn con này là vợ nè, miệng cứ hả gì hoài chắc mà chỉ anh biết anh dữ lắm phải không? Không cho nên anh mới lấy cái nickname là Hoàng Cô Đơn á, phải không? Em dù tánh quá. Đẹp quá. Dạ. Hả? Cái gì vậy? À, chắc có ai bấm chuông anh. Em có hẹn với bạn. Ủa, em có hẹn hả? Dạ, nói chung hôm nay là em hẹn với bạn trên Facebook không anh? Ồ. Dạ, em muốn hẹn ở đây để mà em gặp mặt người ta, em thích vậy đó. Em bữa nay em hẹn ai? Dạ, nickname là Gái Xinh. Gái Xinh hả? Dạ, Gái Xinh. Em ơi, anh có thể đi toilet không? Đi nhà vệ sinh chút được không? Trời ơi, sao mà anh rối lên vậy? Nói chung là anh mắc phải không? Anh mắc đi đúng không? À, anh cứ vô phòng của em nha. Vô phòng em? Vô phòng em đi. Phòng. Xong anh ở trong đó luôn nha. Tại này em chỉ muốn tiếp bạn này của em thôi. Vô phòng em. Vô phòng em. Chuyện nào xong ở trong đó luôn. Đợi em. Được rồi nha. Dạ. Được rồi. Cảm ơn em nha. Dạ dạ. diện ngoại lâu với em. Dạ em khóa cửa đã. Cẩn thận vậy là tốt đó. Trời ơi, anh đây yên tĩnh chứ hở chôm hở chộp à. Anh lạ quá à, em không có ngờ nickname gái xinh nhưng mà là con trai. Giọng nói thì con gái mà cái mặt thì con trai. Nó kỳ lắm. Anh đừng có nói với em anh 3D. Có đâu. Anh đàn ông rạc á, 3D. Anh mê gái vậy lắm. Cưng quá. Anh á, ở trên Facebook á, anh lấy là gái xinh. Chứ thật ra anh là trai. Đó, Facebook nó ảo ảo thật thật vậy đó em. Em đừng tin Facebook làm gì. Ví dụ như nó lấy gái xinh thì tức là nó là trai. Nó lấy trai xinh tức là nó là gái. Còn nó lấy trai gái xinh tức là nó là 3D. Anh vừa tính trai. Cái khăn này của ai? Em nghĩ chỉ như là của em thôi. Ủa sao anh thấy cái khăn này anh hốt hoảng dữ vậy? Có gì lạ hả? Đẹp quá phải không anh? Đẹp. Rất đẹp quá con. Đẹp dạ. Quá. Em ở nhà này, em ở với ai vậy? Em ở mình cho khỏe anh ơi. Hả? Dạ muốn làm gì thì làm. Vậy hả? Muốn rước ai vô nhà thì rước. Em đi đâu vậy? Tham quan nhà em nè. Nhà thiết kế lạ quá ha. Dạ. Anh sắp sửa xây cái nhà cho nên là anh muốn xem cái kiểu thiết kế nhà em như thế nào để mà anh xây đó mà. Anh vô coi phòng ngủ em nha. Anh ơi. Hả? Trong phòng ngủ là của riêng em. Không phải anh muốn vô là vô, muốn ra là ra. Anh nghe nè. Ngồi đây đi, ngồi đây tâm sự xíu được không? Bây giờ em nói thẳng đi. Bây giờ anh đưa em bao nhiêu thì em cho anh vô phòng ngủ nè. Dạ anh cũng nói thẳng đi, bây giờ anh muốn nhiều để anh không được vô phòng ngủ. Tự nhiên phòng của em anh muốn vô hoài là sao? Không phải, trời ơi, đàn ông với đàn bà đừng có đụng nhau khó chịu quá. Không phải. Nó nghe nè. Anh nói em nghe nè. Qua cái tay anh nó mềm mại gì đâu, anh lạ lùng. Tay anh mềm là anh chẻ củi hoài đó chứ. Chẻ củi là phải cứng tay chứ sao mềm. Anh chẻ riết cái tay nó từ cứng nó chuyển thành mềm luôn. Nó nghe nè, không có vô được, đó là phòng riêng tư của em. Cái quan trọng nữa là trong phòng em đang có người. Có người? Sao vậy? Anh muốn gặp cái người đó. Anh quen hả? Anh không có quen nhưng mà bây giờ anh mắc vô đó quá. Mắc vô nhưng mà người ta chưa có mắc ra. Nhưng mà bị lâu lắm. Anh này em biết mà, mỗi lần anh vô là lâu ra lắm. Trời ơi, nhưng mà bây giờ em nói đi. Anh một là cho vô, hai là anh làm cái gì em đừng hối hận nha. Làm gì em? Ủa muốn làm gì em là làm gì? Lì phải không? Ngoan cố phải không? Muốn biến thành con cóc không hả? Ủa anh có phép hả? Trời ơi, có phép biến em là thành phụng hoàng đi. Trời anh lạ kỳ quá à. Lì lợm được rồi. Nếu như vậy thì ta không chịu nổi nữa rồi. Biết ta là ai không? Hãy biến ả thành con cóc. 1, 2 Phép đã bị vô hiệu quả. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi hỏi để làm gì? Đây. Tôi là bồ của cô ấy. Chứ biết tại lại không? Biết. Một người đàn ông đi lãng giảng vô đây gặp cô gái đẹp và tính giở trò, đúng không? Ngươi gì? Dạ đúng rồi đó, vô đây cái đòi vô phòng của em. Rồi biến em thành con cóc con gì đó không biết nữa. Cái gì đó? Hai người giỏi lắm. Được, ta sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu. Ta sẽ báo thù. Báo thù à? Ta không phải dặn dừa đâu. Hãy chờ đấy. Nhìn bà, nhìn ngươi là biết ngươi là du côn rồi. Chào người đẹp. Ủa mà anh là ai vậy? Sao vô nhà tôi được vậy? Đi ngang thấy cái nhà trống rồi chui vô thôi. Ủa sao tôi khóa cửa mà ta vẫn vô được ta? Ôi cần gì khóa cửa cũng nhầm nhòi vậy đó. Trổ nóc xuống. Cảm ơn anh đã cứu em. Ta không cứu ngươi đâu. Ta cứu một cái con người. Thôi không nói. Nói này. Hôm nay nhà tôi bị cái gì vậy ta? Kỳ quá vậy. Sao vô? Rồi xong rồi làm ầm lên giống như đánh ghen vậy đó. Tiêu không rồi sao? Chắc chắn là người ấy đang ở trỏng, người ấy đã si mê cái ả này rồi. Người kia vừa xuất hiện, cũng may là chưa gặp. Thôi ơi, làm sao phải cứu ông đây. Thôi, phải biến thôi. Hồ biến. Ai chứ. Ai, bữa nay là cái ngày gì vậy trời? Em nói anh nghe. Ủa, có chuyện gì mà nó trỏng nghe ồn ào quá vậy em? Nói chung là có một người vô đây. À mà không phải một người anh ơi, hai người lận. Hai người? Vô đây. Xong rồi có một người gọi là nickname là gái xinh á. Rồi thấy cái khăn này nè, đó rồi làm lồng lộn lên. Cái gì? Rồi đòi nó vô trong đó. Em nói sao? Người nickname là gái xinh? Dạ. Thế khăn này? Dạ. Chết rồi. Ủa sao vậy anh? Mà anh đừng có nói với em với người đó là yêu nhau nha. Lại bắt ghen. Không phải. Cái hành động giống như muốn bắt ghen vậy đó. Kỳ lắm. Rồi chớ đâu được có một cái người nữa mà. Ủa mà anh ơi, nhà em khóa cửa mà không hiểu tại sao lại vô được nha. Rồi giống như cứu em, cứu em giống như là khỏi cái anh gái xinh đó đó. Giống như ảnh đòi biến em thành con cóc con gì đó em cũng không hiểu. Nên cái đầu nó bị sao á trời. Thêm một người nữa vô đây. Mà anh hỏi nè, sao nhà em nhiều đàn ông tới vậy? Dạ thì công việc của em mà, em phải tiếp đàn ông nhiều hơn. Em không thích làm việc với phụ nữ. Thôi bây giờ em hỏi thiệt anh nha, anh nhìn em đi, em giống gái không? Giống gái không? Anh nhìn em á là em biết chắc chắn em là gái. Con gái chứ không phải là gái cái kiểu làm gái. Thì đúng rồi, cái ý anh nói là em là nhìn giống con gái chứ đâu phải là anh nói là gái vậy đó. Mà không hiểu tại sao ai cũng nhìn em giống như là em là làm gái vậy đó. Thì chắc người ta hiểu lầm vậy thôi. Nhưng mà có thể là cái tính của em nó vậy. Rồi em hay là coi như là mời đàn ông vô nhà. Công việc của em là em thích làm việc với đàn ông, em không thích làm việc với đàn bà. Chính vì lẽ đó em cô đơn đó anh, em một mình à. Chính vì lẽ đó chắc ta nghĩ em làm gái hay sao. Em mệt ngồi, em mệt ngồi để em muốn trình bày là hôm nay em muốn mời anh tới đây là em muốn cái sự giúp đỡ của anh. Giống như anh là Mạnh Thường Quân đi, được không anh? Được được, em cứ nói đi, em nói rõ ràng đi. Dạ, em đang sáng lập một cái quỹ gọi là cái quỹ Tay Trong Tay để mà em muốn giúp đỡ những người cô đơn và đặc biệt là những người phụ nữ đang lầm đường lỡ bước muốn quay về cuộc sống tốt đẹp nhất. Vậy thôi à, nó mà một mình em không có kham nổi, cho nên em tìm Mạnh Thường Quân càng nhiều càng tốt để họ cùng chung sức với em. Vậy đó anh, đơn giản vậy à, anh có thể giúp em không? Tốt, 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 anh thấy việc làm em rất là tốt. Thì anh tin rằng em sẽ có rất nhiều nguồn tài trợ. Dạ, em cảm ơn anh. Em biết anh là một người tốt. Trời ơi, nhà tôi có ma hả trời? Ai cứu tôi với? Phan Hoàng. Dạ. Ta chưa đa tạ ông cái vụ bữa trước ông giải cứu giúp ta. Dạ, dạ chuyện đó không có chi đâu. Ừ. Dạ thằng thấy dạ Diêm Chúa điên mình thần lo, thằng mới bí mật theo dõi. Mà nhờ vậy mà thần mới ứng cứu cho Diêm Chúa kịp thời. Dạ thưa Diêm Chúa. Sao? Về hôm nay Diêm Chúa suy nghĩ như thế nào? Dạ thần muốn hỏi Diêm Chúa một câu hỏi thiệt lòng nha. Cứ hỏi. Dạ Diêm Chúa nghĩ làm sao về có cô gái đó? Ngươi đừng có nghĩ bậy, ta chỉ coi cổ như là bạn thôi. Yeah. Mặc dù bề ngoài của cổ thì người ta nhìn thấy không sao ạ? Không khí trên trần gian nó ô nhiễm quá. Yeah. Thần lên trển thần cũng ho sặc cái nình luôn. Dạ. Yeah. Ừ. Dạ thôi Diêm Chúa nói vậy thần biết vậy. Ừ. Nhưng mà hôm nay Diêm Hậu về có phát hiện chuyện gì chăng? Ta không thấy Diêm Hậu có thái độ gì, nhưng chính cái im lặng đó làm người ta sợ. Ta không biết lúc nào cơn thịnh nộ sẽ đổ xuống đầu ta. Chỉ biết cảm giác nó như thế nào. Dạ hiểu. Rất khó chịu. Rất khó chịu. Đàn bà thường nói nhiều, vậy mà bữa nay không nói nhiều mà im lặng. Vậy thì họ đang tính toán chuyện gì đó. Và bẩm Diêm Chúa, sao? Thần trộm nghĩ người cứ giả lả, nếu mà Diêm Hậu động thì người động, Diêm Hậu tỉnh thì người tỉnh, động tỉnh động. Ý ngươi là sao? Có nghĩa là tùy cơ ứng biến. Nói gì chỉ dễ hiểu, nhưng nó văn chương quá ta khó hiểu. Dạ làm phán quan. Dạ bẩm Diêm Đế, dạ coi như cái chuyện đó Diêm Đế bỏ qua hết đi. Nếu mà có hỏi tới thần, cái miệng thần, thần cũng không nói thật. Thần phải bảo vệ uy tín của người chứ. Tốt lắm. Dạ. Hôm nay có vụ án gì để xử không? Dạ bẩm Diêm Đế, dạ hôm nay mình sẽ xử về cái vụ án của cái con thị hến. Thị hến? Dạ. Được, bắt đầu. Tuân mạng. Cho đòi thị hến. Dạ bẩm Diêm Chúa, cho đòi thị hến. Bài đã bắt trước mà đâu có được. Dạ. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Em đã. Trời đất ơi, cứu đâu? Tắt hả? Tắt nhạc. Hai người, tao đã biểu là hai người lôi đầu quả thì hết vô. Tại sao hai người không lôi vô mà hai người khiêng vô như người phu khiêng kiệu cưới vậy hả? Liền ngã xuống. Trời đất ơi, cũng mang tiếng là hai con quỷ mà sao cái gì mà hiền khô vậy hai cha hả? Phải làm dữ dội lên, thấy lồng lộn lên, mình là quỷ, mình là yêu mà đó ha. Mình nắm đầu nó, mình vùi nó xuống, mình quánh nó, mình bắt mình tao quánh nè. Nè 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 nè, mày có tin tao rút cái này ra tao đâm không hả? Mày tưởng mày quá trang kiểu này tao sợ mày hả mày? Hả mày muốn cái gì? Trời ơi, cái đầu mày mày là có sừng nữa, tóc mày quăng xù lên cái này, cái môi mày trắng bệch, mày bị trúng gió. Khẩu sao mày đếm được? Con giò che về chó, giò che về chó gì nằm lên trên cái môi mày hả? Tao quánh này. Đi vô mày. Mày đóng cái gì vậy? Cái gì? Tội quá. Diêm Chúa ơi, Diêm Chúa, nhỏ này nó dữ quá. Nó chửi em xối xả luôn, chửi em không kịp nói tiếng nào luôn vậy đó. Ngu đầu sợ à? Ý trời, quen quá vậy. Mặt quen quá trời luôn à. Ý, mặt này giống giống như Hoàng Cô Đơn vậy ta. Anh làm bậy, Hoàng Cô Đơn gì ở đây? Cô kia bước ra đây quỳ xuống. Ủa mắc gì phải quỳ trời, tôi có tội gì phải quỳ? Muốn biết tội của ngươi hả? Quỷ đen quỷ trắng lôi đầu ả này xuống quýnh 20 hèo cho ta. Nè, tôi không có đóng cái phim này nha. Rồi, tự nhiên quánh là quánh tôi lần sau. Mày lôi nó xuống cho tao. Rồi, lôi ra. Tự nhiên lôi đầu tôi quánh là sao vậy? Trời ơi, buông ra. Rồi, anh nói một tiếng là công bằng đi anh. Ủa sao lại đánh em? Ủa em có tội gì đâu. Ủa mà cái này giống như đang quay phim phải không? Mà em đâu có hợp đồng với phim này đâu, bắt em vô đây đánh gì? Ủa kịch bản đâu anh? Kịch bản gì? Ủa đang quay phim phải không? Đây không phải là phim gì hết. Phán quan nói cho con nghe đây là đâu. Ta nói cho ngươi là ngươi sẽ hết hồn. Cái gì hết hồn? Này thị hến, hồn của ngươi đã nhập điện. Giờ ngươi xuống đây để mà nghe trị tội. Đúng vậy. Đây chính là âm phủ. Bác à, em ngủ à? Đừng nói tao mày là gì ngưu đầu mã diện gì nha. Đúng vậy. Thôi đi bà nội. Đâu ra mà đóng không hay ha, quá trang đẹp quá hết rồi luôn, giống dễ sợ luôn. Trời đất ơi, có con. Thôi tôi đi về á, tôi không có đóng phim đó, tôi không phải là thị hến gì chứ. Đấy, thị hến đâu đây? Ngươi không phải là thị hến hả? Ta là phán quan ở Diêm Đế. Kiếp trước ngươi là thị hến, bây giờ ta mới lôi ngươi từ ở trên trần gian xuống đây mà ta trị tội ngươi vì cái hành động ngươi làm lúc ngươi còn sống ở kiếp trước. Ở đây là âm phủ đó. Đúng. Mệt ghê luôn. Cái người này mệt đây quá à. Chính là âm phủ. Người đàn ông có hai cái lá đó chính là phán quan, ghi tội ghi công. Còn công ngồi chính giữa thù lù một đống này nè. Diêm Dương, ta Ngưu Đầu. Ta là hoàng hậu. Quả Ngưu Đầu. Dạ. Vào trong mang tủ ký ra đây. Tuân lệnh. Mà chờ đi nghe. Ta lấy cái chai tửu ký ra đây nghe. Bà uống xong một cái nghe, bà nhớ về hồi xưa của bà, nhớ về tiền kiếp bà, lúc đó bà mới biết sợ là gì. Bà không còn hung dữ nữa. Bà chờ đi, bà chờ đi. Nhìn chàng ao găm phong sương, anh hùng ơi chàng đến từ đâu. Xin dừng chân bên em, cùng em uống chén rượu đào, cùng ngắm sao trên bầu trời đêm. Xin mời. Trời ơi, đâu ra điên hả? Tôi đem rượu tỉnh ký ra để cho đến uống. Tôi đưa ta làm cái gì? Quên. Quên hoài. Mỗi lần mà cái bưng rượu ra cái nhớ hồi đó có một cái kiếp làm kỹ nữ. Thôi. Ngươi đừng có nhớ là cái kiếp trước ngươi là thủ thiến gì á ha. Làm ơn đưa rượu cho bà uống giùm đi. Rượu đào nhập trái đây. Nè, hát gì đó được. Xa xuống đây mà hát là gãy răng nha. Trời ơi, tôi chưa thấy một con kỹ nữ nào mà nó xấu xúc phạm cả thế giới. Xấu quá. Sao ai uống cho nổi? Nói nhiều quá. Rượu nó rót sẵn rồi nè. Uống đi. Rượu độc hả? Tôi đâu có ngu. Rồi tự nhiên đưa rượu tôi uống. Uống đi, giỏi uống đi. Cái này không phải là rượu độc. Cái rượu gì? Bây giờ ta hỏi bà uống hay không? Không uống. Được, không uống chứ gì. Hát Bạch Công Tử. Hát Bạch Công Tử là đâu? Quên, lộn, em lộn. Hát Bạch Quỷ. Đó. Ra đây, đè mụ ta xuống, để ta trút rượu vô trong miệng của mụ ta. Nhanh lên. Thôi đứng em đó đi. Đứng em đó đi. Rồi uống rượu thôi mà. Làm gì phải đè ra thấy ghê vậy. Ôi là trời, đưa đây. Cái này tôi có coi phim nè. Cái bình này nè, không lắc qua đây nè, đó là không có độc. Dặn qua đây là có độc, đúng không? Cái nút xanh xanh này nè, giờ tôi dặn qua chỗ này không độc nha, là không có độc, đúng không? Cảm ơn nha, đang khát nước. Uống đi. Trời đất ơi, nó uống nhiều nó nhớ tới tam kiếp à. Cái gì vậy? Rượu nồng mới uống đã say. Trời ơi hỡi, ta đang ở đâu? Nguyễn Quang ơi, phận gái quá chồng phòng không chiếc bóng. Cũng may em không phải là bóng, em chỉ là bóng ô môi, bóng quệ, bóng cú, bóng cực lớn, bóng ly. Và cuối cùng em là một đóa bông hên. Bông hên là gì? Dạ em là thị hến cho nên em định hát bông hến mà hát không được. Em hát bông hên. Thầy Đề. Thấy trời, thầy Đề khỏe hả? Dạ, Quang Huyện. Bạch Quỷ, lấy ghế cho phạm nhân ngồi. Trời đất ơi. Cái gì? Tại sao lại bắt ghế cho phạm nhân ngồi? Thưa Diêm Chúa, tại sao lại như vậy? Bắt ả ta phải quỳ. Thế sao lại bắt ghế cho ả ta ngồi? Trời đất ơi. Quang Huyện. Đúng là người đẹp có khác. Ngồi đi mà nói. Trời ơi. Nó vuốt một cái thôi, từ vua mà xuống làm quan huyện rồi nhắc ghế cho nó ngồi luôn. Phạm quan. Dạ. Đọc cáo trạng cho phạm nhân nghe. Dạ. Cáo trạng. Dạ. Đọc liền. Dòm cái tướng ngồi là biết xử lát trắng án rồi. Dạ em đọc. Đọc thiệt hay đọc giả? Đọc thiệt. Dạ, đọc thiệt. Đọc thiệt có nghĩa là có làm sao đọc vậy, chứ không có bịa ra để nâng bốc phạm nhân, phải không Quang? Nhiều chuyện. Dạ. Thấy hết. Dạ. Có tướng sát phù quá luật chồng thì mới bà thu mặn nằm mất chồng rồi lại muốn chồng tố son điểm phấn má hồng đẩy đưa hết. Trời ơi, đọc cáo trạng thôi mà tôi thấy tôi mệt á. Cái này là vu khống nghe. Vu khống gì? Vu khống mà. Làm cái vụ gì mà đẩy đưa ở đây? Quan Quyện, em đâu có đẩy đâu Quan Quyện. Em ghét nhất là đẩy đưa. Nhưng mà ai đưa thì em đẩy. Đó, thấy chưa? Dạ bẩm Diêm Chúa, bà chơi chữ đó. Dạ. Ai đưa thì bà đẩy hả bà Hến? Đúng rồi. Nếu mà bà đàng hoàng tử tế, người ta đưa coi bà dám đẩy không? Trời, không đẩy thì cũng ép đẩy à. Trời đất ơi, cuộc đời này nó lạ lắm. Có người nói tôi là giống như là cái gì cãi chày, cãi cho cối gì đó. Bà còn cãi chày, cãi cối nữa hả? Bà Thị Hến kia. Không, Thị Hến không có cãi chày, cãi cối. Nhưng mà cuộc đời này nếu ai làm cái chày á, thì Thị Hến làm cái cối. Ngược lại ai làm cái cối á, thì Thị Hến làm cái chày. Thấy chưa? Cái bản mặt của bà là cái thứ gái đú đỏ, đú đỏ. Quang, cứ để Thị Hến biện minh, biện hộ một chút xíu. Dạ. Nói tiếp đi. Dạ, còn nói về đú đa, đú đỡn cũng không phải nữa. Nhiều khi không muốn đú mà người này người kia, này nọ kia, một lòng mình cũng phải đú đỡn rồi. Đừng có ngụy biện. Không có ngụy biện. Trời ơi, trâu không uống nước làm sao mà đè đầu trâu cho được. Đúng không? Sao? Chuyện gì? Bây giờ con trâu nó không uống nước, nó không chịu uống thì làm sao mà ghì đầu trâu cho trâu uống nước được. Đúng á, thách á. Không uống nè, không uống nè. Không bao giờ mà đe đầu trâu bắt trâu uống nước nữa trơn trọi, trừ khi trâu tự khát có múc nước uống thôi. Đó, thấy không? Vậy thôi, cảm ơn nha. Cái đó là cái cách em tương kế tự kế cho mấy cái bọn đó nó vào chồng thôi, chứ em có lỗi gì đâu, em nào có lỗi gì đâu. Nè, cái đó mà ả nói là Thị nói là tương kế tự kế hả? Đó là hành vi của ả, của Thị. Không có đoan chính, không có tử tế, đú đa, đú đỡ. Chứ bây giờ Phán Quan muốn em sống sao? Sống tử tế đi. Trời gì kỳ vậy? Ủa rồi bị người ta ức hiếp cũng căng cái họng lại hả? Bị người ta ức cũng không dám nói, bị người ta hiếp cũng không dám lên miệng hay sao? Căng họng lại hay sao? Đây nè, Phán Quan ơi, Phán Quan ở dưới âm phủ này nè, hay không? Phán Quan coi như là ngây thơ quá, Phán Quan không biết gì hết trơn á. Coi như là tất cả cái gì dưới đây nó cũng là trong sáng đối với Phán Quan. Nhưng mà trên đó nó khác Phán Quan ơi. Khác sao? Thì đó, bây giờ bị ức hiếp á, mình cũng phải lên tiếng chứ. Mình đâu có thể nào mà câm cái họng lại để người ta ức hiếp mình được. Tôi hiểu rồi. Nói người ta ức hiếp phải không? Ức hiếp cái gì? Nhan sắc gì sao ai ở bữa ức hiếp? Có lẽ là Thị muốn nói là người ta dùng quyền lực, chứ người ta bắt ép ức hiếp Thị để người ta đòi cái đúng đó, cái đúng đa đúng đỡ đâu phải không? Ủa được rồi, mình sống đoan chính đi thì làm sao nữa. Người ta dám làm cái chuyện đó cho mình. Đừng có cãi nữa Phán Quan. Dạ. Người nói là có lý của người, còn người đẹp đây Thị Hến đây á thì cãi cũng không có sai đâu. Dạ bẩm Diêm Chúa, sao Diêm Chúa xử cái vụ Thị Hến này ba phải quá vậy? Cái gì? Đúng rồi, em thấy ba phải thiệt. Ủa sao bên đây cũng bên đây. Ủa ai đúng ai sai? Bây giờ đã làm Diêm Chúa rồi, ai đúng thì mình nói đúng, ai sai thì mình nói sai. Không được nói ba phải vô đó, không có thích. Tức quá. Dạ bẩm Diêm Chúa. Dạ Phán Quan nhìn thấy ả này là người không có đạo đức. Nếu mà các quan như quan huyện, thầy đề mà có làm những chuyện sầm bậy thì ả phải đứng ra nói thẳng vào mặt những người đó thì mới gọi mình là người tử tế. Đằng này ả thừa nước đục thả câu, ả là người gây tan nát gia đình ở trần gian, ả là người làm cho các quan lại ở trần gian đú đa đú đỡ. ả là làm cho hư cán bộ. Cái gì cán bộ ha? Dạ thần lộn. Nói chung ả làm hư mấy người ở trển. Ông phải dùng từ mới cho nó ngắn gọn hơn, hiểu chưa? Dạ bẩm Diêm Chúa, thần dùng cái từ đó là từ ở trển. Ở dưới này quan lại người ta kêu là hương chức hậu tề, còn ở trển quan lại người ta kêu là cán bộ. Mà thị này là mất uy tín cán bộ là em dùng vậy đó. Đúng rồi, bây giờ phải dùng mấy cái từ mới cho nó mới lạ. Dạ. Thị ta đừng có che giấu, nhìn mặt đi, rồi mọi người sẽ nhìn thấy. Thị ta là đường đi hay tối, mà nói dối là hay cùng. Cha mẹ nói oan, quan hay ức hiếp. Cái gì? Thôi, đừng có cãi lý nữa. Phải đường, mai xử tiếp. Ủa gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy Diêm Đế? Tự nhiên bây giờ mình không xử nữa, mình cho ả đi là mai xử tiếp là sao? Thì đuối lý rồi. Về coi suy nghĩ cái cách nào để mà buộc tội tôi thôi. Láo, quá sức tưởng tượng. Dạ thưa Diêm Đế, bây giờ giải ả ta về tạm giam chờ ngày mai xử tiếp hay sao? Không phục. Đúng như vậy. Tuân lệnh. Đầu trâu nó nghe nè. Bây giờ không ai nghe tôi nói hết trơn á, thì bây giờ đầu trâu phải nghe tôi nói. À, ý là bà muốn bà nói cho tôi nghe đúng không? Đúng rồi. Rồi một lát nữa tôi nói thì bà phải nghe, nghe không? À, đúng rồi. Khi nào tôi nói thì bà phải nghe, còn khi nào mà bà nói thì tôi nghe. Tôi nghe thì bà nói thì tôi nghe. Tôi nói thì bà nghe, bà nói thì tôi phải nghe. Tôi nghe là bà nói, chứ dù bây giờ bà có nói nữa thì tôi cũng dám bà. Tiện chồng. Lúc sau giờ cũng bị giam hả? Tôi không phục. Hắc bạch quỷ. Tôi không phục. Đưa ả ta đi. Tôi không phục. Trời đất ơi, cái gì vậy? Tụi bay mừng cái gì vậy? Tụi bay làm kiều cho bà đi nữa hả? Bả là tội phạm, là phải nắm đầu để tấm tóc phải lôi đi, chứ sao làm kiệu hoài vậy? Kiệu là để cho ta đi, hiểu chưa? Giang ra. Đưa ả ta vào ngục hết. Điệt. Dạ khải tấu Diêm Vúa. Diêm Đế. Dạ Diêm Đế. Diêm Đế từ nào tới giờ là một trong những người quang minh chính đại, tại sao bây giờ Diêm Đế lại gục ngã trước nhan sắc của con thị đó? Diêm Đế xử như vậy là em không phục. Em không phục à? Đúng, em không phục. An Hoàng, thông cảm cho ta. Không phải ta thiên vị hay là ta bị ả say mê, mà nếu ta theo ông ta xử thị hết như vậy thì chẳng khác nào là giống như chế độ phong kiến. Phụ nữ tức là lúc nào cũng phải là yếu điệu thục nữ, phu sướng phụ tùy, dù bị ức hiếp cũng phải cam chịu hay sao? Không, ta phải đồng quan điểm với người đẹp. Không, đồng quan điểm với thị hơn. Dạ thưa Diêm Đế, thần biết ý của ngài rồi. Dạ cái này cho có chấm mút gì trong đây nè mới vinh dữ. Dạ ngươi đừng nghĩ vậy nha. Dạ thần không có nghĩ. Ta chỉ nói về quan điểm của ta. Dạ gì? Dạ Diêm Đế bảo trọng. Dạ thần xin lui gót. Khoan gì? Diêm xã, Diêm xã nó đi. Ở đây ai là người đẹp nhất? Nói đi. Bây giờ sao? Nói không? Ai là người đẹp nhất ở đây? Hả? Bình không tĩnh, nói bình tĩnh. Nói đi. Bình tĩnh, trời ơi, bình tĩnh. Ai là người đẹp nhất? Ai là người đẹp nhất hả? Bình tĩnh lại vuốt giận. Trời đất ơi, khổ quá. Ngoài Diêm Hậu ra đâu còn ai xứng đáng với hai chữ người đẹp nữa chứ. Đa tạ Diêm xã. chồng yêu nước uống rồi. Dạ. Trời đất ơi. Hát luôn. Không biết cái loại này mà rớt xuống đây không biết xử sao ha. Hát luôn. Chắc xử đã lắm luôn á. Này. Lại sách đây cho coi cái này nữa nè. Đây nè. À, cái này mà thú này á, để Diêm Dương xử án là hết che luôn đó, khỏi nói luôn. Rót rượu rồi, rót rượu đi để tôi bật mấy cái cho xem này. Trời ơi, coi nè. Ê, gì vậy mày, uống rượu hả? Tầm bậy tầm bạ, tao cầm hai ra, tao cầm cái iPad sao tao uống rượu? Vậy rượu đâu rồi? Trời ơi, anh em sống chung với nhau bao nhiêu năm rồi, mày xạo tao chiên chút xíu rượu. Mày ăn gian chứ vậy mày. Mày đừng có đổ thừa nha. Bây giờ tao nói cho mày biết, cái gì ra cái đó, nhiều đây đâu có đáng nhiều đâu. Mày làm gì mày uống hết chứ vậy? Mày thèm rượu quá rồi, cho tao ngủ xíu được không? Để cho rượu ai uống? Tao không uống, mày không uống, ai uống? Lấy ma uống à? Trời ơi, đi đâu vậy? Mở khóa ra, đưa ai vô, nhanh lên. Tao mệt ghê, nó đúng rồi. Nhanh lên, mở khóa ra. Ê, ai vô, khóa. Cái gì vậy? Từ, buông ra thôi. Mày chỉ là cai ngục thôi đúng không? Đúng rồi. Hai bay là quỷ đen, quỷ trắng đúng không? Đúng rồi. Ngu quá, mở làm chi vậy? Hai đứa bay cãi là ai uống rượu phải không? Tao uống. Mở cửa làm chi cho mệt vậy? Banh hai con mắt ra nhìn ta nè. Tôi tôn trọng pháp luật, mặc dù tôi không có tội, nhưng mà không vì vậy mà tôi bỏ trốn. Mà nè, khoan, nói cái này nữa. Cái gì? Hồi nãy hai người cái mắt vô coi gì vậy? Trời đất ơi. Hồi nãy coi nè, coi những clip con nhỏ. Đàn ông con trai mà đi nói xấu phụ nữ là không biết nhục hả? Trời ơi! Trời ơi, sao con này nó ngu quá vậy? Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Còn đây nữa nè, không những nó chụp hình lại mà nó còn quay clip bỏ lên YouTube nữa đó. Sao con nhỏ này nó ngu quá ta? Nó gây lộn với ghệ nó, mắc cái gì nó phải cởi đồ đó. Nó gây lộn với ghệ nó phải đè ghệ nó xuống rồi cởi đồ ghệ nó chứ, mắc gì cởi đồ cái gì? Thấy không? Lạ ha, bây giờ thời thế thời không biết được đâu. Mà nè. Gì? Tao nói cái người này nè, cái cô gái này nè, bị trách một, đàn ông mấy người á trách tới 100 lỗ, dúi vô coi. Coi hả, biến thái. Trời đất ơi. Dạ kính chào Diêm Hậu. Kính chào Diêm Hậu. Dạ bẩm đây là Thị Hến. Thị Hến là ta là Thị Hến. Cũng là người đẹp à? Ủa chế biết em hả chế? Chế tức là chị phải không? Đúng rồi. Cái mặt già chát mà kêu ta là chị không biết xấu hổ. Cái gì vậy? Không biết ai già hơn ai, mà không biết ai xấu hơn ai. Muốn biết ai già hơn, muốn biết ai xấu hơn, ai đẹp hơn thì hỏi Dương Dương ha. Đây, đứng trước gái xinh mà nói nói linh tinh hả? Trời ơi, hai người làm nhục ta hả? Hả? Bây giờ mới nói vậy đây là gái xinh hả? Ê! Thôi nghe mất cười. Trời đất ơi. Trời ơi, mặt này mà gái xinh gì trời. Trời ơi, gái xinh này hả? Gái xinh kiểu này chắc chết xình quá. Nói nghe nè, ra đi vô được hết trơn á. Trời ơi. Nhưng mà tại vì tôi á là người tôn trọng pháp luật, tôi không có vượt ngục phải không? Chừng nào xử tôi đàng hoàng đi tôi mới ra, thấy chưa? Còn này mà xin cái gì trời, về soi gương đi, mở tôi đi ngủ. Trời đất ơi. Đi gái xinh, thấy gái xinh mới nhớ nha. Ý à, mặt quen quá. Trai xinh, anh gái xinh mà. Câm mồm. Đủ rồi, không có được nhục mạ ta nữa. Ta nói cho người biết, Trời ơi, ta về ta phải nói với ông xã ta mới được. Trời ơi, nghĩ làm sao mà làm cái phòng giam này nè mà ra vô thoải mái vậy. Giam chi cho nó cực. Đúng rồi, giam chi cho tốn cơm tù, cho nó tốn sắc tù là sao chứ hả? Rồi đi ra nè, đứng thẳng mà đi ra. Thật, đi ra thẳng. Bực bội quá đi. Đi ra thẳng nha. Nhìn kỹ đi, ta đứng gần ngươi rồi. Ta trẻ hơn ngươi nhiều, ta đẹp hơn ngươi nhiều. Hai người người ta dặn đây. Dạ. Cái cô ả này nè, dùng nhan sắc của mình để dụ dỗ đàn ông, cho nên hai người không được tiếp xúc gần với cô ả. Tội rất nặng biết chưa. Nếu như nghe ả nói, ả sẽ dụ dỗ hai người. Hai người phải nghiêm khắc vào và phải trừng trị ả thật là mạnh để tránh hậu quả nghiêm trọng. Vô không à, đâu ra gọi là hại ai. Tôi đâu có nghe lời Diêm Hậu nói biết chưa. Dạ, hạ thần ghi nhớ. Được, ta đi đây. Chỗ này là của ta, đi ra đi. Sao kỳ vậy? Hồi nãy vô ngon lắm mà, sao bây giờ ra không được? Nó nào cài bẫy ta hả? Nó đã nhốt ta, nó đã bỏ tù ta. Sao ta đâu ở đây? Mở cửa, mở cửa cho chị ra đi, cho mở chị ra. Sao kỳ vậy? Chăm cài lương dắt chi rồi ra không có được. Dạ. Rồi ơi. Dạ chị ra đi chị, chỗ này là của em. Rồi. Trời đất ơi, sao khó khăn quá vậy ta. Bởi vì làm đẹp khổ ghê chưa. Hai người hãy nhớ lời ta dặn đó nhé. Có những kẻ có tội mà không bao giờ nhận tội, vậy thì ngươi sẽ bị trừng trị tội thật thích đáng. Chờ đó. Cung điện Diêm Hậu. Hồi xưa tới giờ Diêm Hậu khoáng chớ có sai bao giờ. Ngày mai chắc chắn ngươi sẽ bị xử nặng đó. Chính xác. Chính xác nhưng mà chính xác. Sự ép người ta thì có. Không hề. Sự ép cái gì? Một rừng thì không có thể nào có hai chúa sơn lâm. Ví dụ như ở âm phủ này không bao giờ có hai người đẹp. Chính xác. Ông nội, ông nói ba chữ đúng không? Nãy giờ tôi để ý nó có hai chữ. Tiết kiệm lời dữ vậy. Kiếp trước của nó nói nhiều quá, nó cắn lưỡi nó chết. Bây giờ nó sợ nói nhiều quá, nó cắn nó chết lần thứ hai. Được chưa? Kiếp trước ông sao? Bị câm hay sao kiếp này nói nhiều vậy? Không phải, kiếp trước tôi bị á khẩu. Nên kiếp này tranh thủ nói. Nói quá, tôi không nói chuyện hai người nữa. Tôi chống mắt tôi coi, ngày mai xử tôi như thế nào. Để rồi xem. Phản đối. Tôi phản đối chứ không có tội. Yên lặng. Sau khi hội ý với phán quan, tội của thị Hến đã rõ ràng. Tôi phản đối, tôi không có tội gì hết trơn á. Muốn phản đối cũng chờ tao nói hết cái đã. Rồi được rồi, nói đi. Nói sao cho tôi phục á. Còn không hả, tôi thưa lên cấp cao hơn. Cấp nào cao? Cái ả kia, ta ngứa tay ta gai mắt ả từ bữa tới giờ rồi nha. Bà muốn thưa cho cấp cao nữa à? Tôi thách mà thưa đó. Tôi nói cho bà biết nha, cái cấp này là cấp cao nhất rồi. Đụng nóc luôn rồi. Nghe ta phán đi. Ôi Diêm Hậu, hôm nay Diêm Hậu thật là xinh đẹp, thật là lộng lẫy, thật là rực rỡ lung linh. Ôi, lúc nào Diêm Hậu cũng thật là chói loa. Nhỏ này, đừng có nói đúng. Sao? Xử phải không? Xử đi. Tôi ở đây nè, tôi coi xử nè. Diêm Hậu. Dạ. Nàng tới đây làm cái gì? Thiếp muốn dự khán để xem á là Diêm xã xử án con nhỏ đó ra sao. Kéo ghế vô coi. Diêm xã à, bây giờ mình phải xử liền đi. Mà bây giờ xử là phải có nhân chứng. Đây, nhân chứng là người đẹp này đây. Làm sao mà không cho tôi xử được chứ hả? Tôi bực bội quá rồi mà. Cái người phụ nữ gì mà không có chính chuyên gì hết, lúc nào cũng lả lơ vậy, làm sao mà chịu nổi chứ. Xử đi. Đó, nè. Thôi quá rồi đó. Xin lỗi, xin lỗi. Bắt đầu. Theo cáo trạng của thị Hến thì thị Hến mắc 3 tội. Tội thứ nhất, lừa gạt tình cảm. Tội thứ hai, gây xào xáo nội bộ gia đình. Và tội thứ ba, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh phụ nữ. Bạn ơi, hay, xuất sắc luôn Diêm Xã ơi, không được phản đối, chồng ta xử là đúng. Bạn Quang, dạ. Ông nói gì đi chứ? Dạ có Diêm Hậu đây, thần cứng họng. Nhưng nếu Diêm Hậu muốn thần nói thì thần nói. Đàn bà như thị đây suốt ngày đú ra đú đỡ. Bởi vậy đàn bà như vậy là đàn bà không tốt, đàn bà không có bằng đàn ông. Nói vậy đụng chạm ai ráng chịu. Ý Phan Quang nói là ngươi rất là nông nổi, ngươi chẳng có hiểu biết gì hết, không có sâu sắc. Chắc Diêm Hậu là đàn ông mà cũng là đàn bà hết thôi. Nếu Diêm Hậu nói vậy tôi xin nói một điều, đàn bà nông nổi giếng khơi, đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu. Nè Thị Hên, Duy nói Diêm Chúa đó hả? Tôi không nói ai hết trơn. Đúng, đàn bà nông nổi giếng khơi, đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu. Nè, rượu nhạt uống lắm cũng sai, người mà hay nói nghe hoài nó cũng nhàm. Hai người là đấu thơ là sao? Nó đang xử mà. Bây giờ thiếp muốn bổ sung thêm tội của ả nữa. Ả đã dùng mạng xã hội để quyến rũ dụ dỗ đàn ông đó Diêm Xã à. Chị Hậu à, ả đang xử tội Thị Hến chứ đâu đang xử tội người để... Hả? Không có gì. Ủa, không lẽ Diêm Xã với Thị Hến có cái mối quan hệ nào hay sao? Mà tại sao hai người có âm mưu gì đó mờ ám lắm? Hả? Không có gì hết. Mình đừng có nói bậy. Thôi. Hey. Chị Trang lên tới đây chi nữa trời. Ê, làm gì đi chứ? Làm gì nhìn ổng dữ hả? Đúng rồi. Nhớ em không? Hả? Nhớ em không? Cái gì? Hoàng Cô Đơn đúng không? Em là nickname người đẹp đẽ. Đúng rồi, chính xác rồi. Đừng có nói bậy. Cú đầu, lôi ả xuống. Đi xuống, bà vô đây bà ăn nói bậy bạ. Cái gì mà cô đơn với người đẹp ở đây? Đi xuống dưới đất. Không cần phải đuổi, tôi nói đúng là đúng. Trí nhớ của tôi không có sai. Đúng là Hoàng Cô Đơn, ta là người đẹp. Và Hoàng Cô Đơn đã trong phòng của ta thôi. Cái gì? Trời đất ơi, chết rồi Diêm Hậu ơi. Loạn rồi. Trời ơi, cha chả Diêm Xã Thị Hến thật là xuồng xã mà. Ở chốn Diêm Đình á mà dám buông lơi xuồng xã như vậy ra sao chứ? Hãy xử tội ả. Được rồi, để ta xử. Xử hả Diêm vô? Dạ. Cho mi chết. Mở sổ sinh tử, chú ý phần tử nhiều hơn phần sinh nha. Nhận thấy Thị Hến đã phạm tội, nhưng xét cho cùng đó chỉ là ép buộc mà thôi. Vì quan huyện và thầy Đề đã lạm dụng quyền hành làm quan của mình để bắt ép Thị Hến hối lộ tình. Nhưng Thị Hến quả thật là một người đàn bà thông minh, đã dùng trí thông minh của mình để dạy cho hai người đó một bài học. Cho nên bài học đó rất là tốt cho những người chồng phản bội vợ là sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Hay, những người chồng mà phản bội vợ sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Hay, đồng ý. Bây giờ xử tử hay là sinh à? Để thần ghi à. Tử. Không có tử. Ngu đâu. Dạ. Hãy tiếp tục đưa Thị Hến trở lên trần gian để sống và làm những cái gì mà cô đang làm bây giờ. Vậy là cho bà sống nữa hả? Diêm Hậu. Ông Xã, sao lại như vậy chứ? Tại sao ả lại vô tội được chứ? Là mở sổ tử ra mà không có ghi được. Không có tội thì mãi mãi sẽ là vô tội. Cảm ơn Diêm Dương đã phán xét em vô tội. Dạ, em đã từng lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Cũng vì em mà Diêm Dương giống như có tiếng mà không có miếng. Hoàng cô đơn à, người đẹp về nha, có duyên gặp lại ha. Trời ơi, Diêm Hậu ơi, bình tĩnh đi. Nói nghe nè, đừng có ỷ làm Diêm Hậu rồi muốn la ó, muốn làm như làm nha. Ta đang xử án mà vô đây ngồi nghe thôi, mình náo loạn công đường. Có vợ vậy mà có được, ê, nhức đầu quá. Ta giải mụ ta trở về Trần Giáp. Đi. Dạ mời chị, dạ. Phản quá. Ông thấy Diêm Xảo của ta xử như thế nào hả? Dạ thưa Diêm Hậu, rõ ràng Diêm Đế xử rất công bằng. Ông nói sao công bằng ở chỗ nào, trong khi cáo trạng của ông viết một đằng mà chồng ta xử một nẻo, tại sao lại công bằng được chứ? Dạ xin Diêm Hậu bình tĩnh. Thưa với Diêm Hậu, hồi nào cũng giờ thần là phán quan, viết cáo trạng cho những kẻ từ ở trên xuống đây để mà trị tội. Có những kẻ trôi dòng dạt dầu sôi xuống chính tầng địa ngục, tội lỗi đó là phán quan viết. Nhưng hôm nay chính nhờ Diêm Đế, Diêm Đế đã dạy cho thần viết một cái cách khác. Thần viết không còn trên cái nhìn của chế độ phong kiến, thần viết phải nhìn cái mới, nhìn đúng cái hoàn cảnh của bên Nguyên và bên Bị. Chính vì vậy mà thị ta trong cuộc xử hôm nay mới trắng án và Diêm Đế anh minh. Anh muốn à Phán Quang? Dạ có thật. Ông nói là chồng ta anh minh à? Dạ đó là sự thật. Người đâu, đóng cửa động lại cho ta, để trong nhà ta tự sửa. Dạ thần biết, đèn nhà ai nấy sáng, vợ chồng nhà ai nấy lo. Dạ bẩm Diêm Đế, Diêm Hậu, thần lui gót về thư phòng chỉnh lại sổ sinh tử. Dạ xin cáo từ. Dạ Diêm Đế bảo trọng, coi chừng bả ngắt bả nhéo nha. Không qua. Diêm Xã ra đóng cửa lại cho thiếp. Không cần đóng nữa, lôi vô đây. Diêm Xã, đổi cho Diêm Xã, hay cho Diêm Xã, dám qua mặt bà Xã, làm những chuyện buông thả, cặp với con ả, cẩu thả. Trả lời mau hả? Sao không trả lời hả? Nếu trả lời ta cho ăn trả, nếu không trả lời ta sẽ giả. Trả lời nhanh lên. Trời ơi Diêm Hậu ơi, mình bình tĩnh đi, có chuyện gì mà nàng giận dữ như vậy chứ? Tao có làm gì đâu. Không làm gì nữa hả? Rõ ràng rồi, hồi nãy thị hết nói, thiếp nghe hết rồi. Thiếp biết là hai người gian díu với nhau nè. Diêm Xã lấy nickname là ông Hoàng cô đơn, còn thị hết lấy nickname là người đẹp. Hai người chát chít với nhau mà. Trời ơi là trời. Thiếp hiền quá mà thiếp bị ăn hiếp rồi. Thiếp chết đi. Thôi đừng có chết mà. Trời ơi thằng chết là ta ở với ai? Ở với ả chợ vậy. Bình tĩnh đi, mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đâu. Mọi chuyện sao mới đúng chứ? Được rồi, nàng muốn hiểu cái gì? Đây, bước sang đây, nàng coi cái này đi, nàng sẽ hiểu. Đây. Ê trời ơi, ê, sao nằm mơ thấy gì ghê vậy? Thấy xuống Diêm Vương là sao trời? Thấy gặp Diêm Vương, thấy gặp đầu trâu mà không có mặt ngựa. Còn thấy cái ông Phán Quan gì nữa. Chết rồi, chắc suy nghĩ về ba cái vụ này quá nè. Rồi đâm ra rồi chắc bị stress hay sao vậy trời. Không ai tài trợ hết trơn, không có mạnh thường quân nào hết trơn. Thì coi như cái quỷ tay trong tay này xong rồi đó. Trời ơi, sao cứu chị em đây trời. Ai đây? Hoàng cô đơn hả? Khi cô đơn anh gọi tên tôi hay gì? Sao? Mệt. Không giúp được thì thôi. Gọi gì trong này giờ này không có nhắn tin gì chứ. Tìm cách mới được. Cái gì đây? Sao nhắn hoài vậy? Là gì đây? Hai tỷ hả? Rồi ông tài trợ 2 tỷ. Các chị em ơi, các chị em làm lỡ ơi, các chị em hết làm lỡ rồi, các chị em được cứu rồi, mình có cái quỷ rồi. Mọi chuyện là như vậy đó. Thì ra mọi chuyện không có gì cả. Thiếp thật là xuồng xã, đã nghĩ quan cho ông xã và cả cho ả. Thiếp thật là cẩu thả, xin ông xã tha lỗi cho thiếp nhé. Nàng hiểu ta là ta vui rồi nha. Dạ tại vì thương ông xã cho nên mới ghen ẩu tả. Đừng giận thiếp nhé. Thôi bây giờ mọi chuyện đã như thế cả. Xin ông xã hãy buông thả vào trong để thiếp cho anh trả.